Sư tử Pháp quý anh chị quý nhà ạ, chiếc Peugeot 3008 sản xuất năm 2022 bản AL, mang ngoại thất màu đỏ, nội thất màu đen, mới lăn bánh được có 2,8 vạn km, full lịch sử bảo dưỡng hãng. Quý anh chị quý nhà hàng nhá. Đó, mời quý anh chị quý nhà hàng quan sát tổng thành chiếc xe. Thiết kế đẹp đúng không quý anh chị quý nhà hàng? Peugeot thiết kế rất đẹp, là một trong những mẫu xe mà được săn đón ở thị trường Việt Nam trong vòng 5-6 năm trở lại đây. Trang bị full option luôn, cảm biến quanh xe, la răng đúc, xi nhan gương, bậc lên xuống, key let go cánh cửa. Đó, rất đẹp luôn quý anh chị quý nhà hàng ạ. Mới lăn bánh có 2,8 vạn km. Ra phía sau này có hai lipo, lipo hai ống xả, 6 cảm biến phía sau. Con này trang bị cam 360 luôn nhé quý anh chị quý nhà hàng nhé. Cốp điện đá cốp đầy đủ luôn, cốp điện đá cốp đầy đủ luôn ạ. Bên dưới này thì như mới luôn. Đây, lốp dự phòng chưa hạ. Đây, lốp dự phòng chưa hạ. Đây, cái tem giấy từ nhà sản xuất dán đây còn chưa bị bong này. Đó. Đây, ốc cốp này mọi người. Chiếc này nguyên bản từng con ốc. Sản xuất năm 2022. Đăng ký vào cuối năm. Một chủ sử dụng từ đầu. Sử dụng rất giữ gìn. Trang bị được rất nhiều option hay. Đây, mời quý anh chị quý hàng vào không gian bên trong nhá. Đây, chủ nhân cũ này còn dán bảo vệ tất cả những khu vực này, có thể dễ xước. Khu vực lên xuống cũng thế, khu vực điều khiển cửa gió điều hòa cũng thế. Xe này thì nguyên bản từng con ốc nhá quý anh chị quý hàng nhá. Mới mà, quá mới, còn nguyên bảo hành hãng. Ghế da màu đen, có khâu chỉ cam, rất là thể thao và cá tính. À, chiếc này là có cửa sổ trời toàn cảnh quý anh chị quý nhà ạ. Cửa sổ trời toàn cảnh nhá. Quá đẹp luôn. Không gian thì tương đối là rộng rồi. Thiết kế con này là ngồi nó trọng tâm thấp, nên là không gian bên trong nó rộng. Đấy, điều chỉnh gương kính này, rất đẹp. Ghế chỉnh điện, có bơm lưng ghế. Vô lăng nhỏ nhỏ xinh xinh, tích hợp rất nhiều phím, full chức năng luôn. Điều khiển giọng nói, kết nối điện thoại, tăng giảm âm lượng. Chiếc này thì mới lăn bánh được có 2,8 vạn km, full lịch sử bảo dưỡng hãng nhá. Đó. Màn hình lớn có cảm ứng và kết nối Apple CarPlay cũng như Android Auto. Chìa khóa thông minh, đầy đủ một chạm phanh tay điện tử, chế độ chạy Sport, 5 chế độ chạy địa hình. Đấy, rất nhiều luôn. Và chiếc xe này thì bây giờ soi mua mới thì tiết kiệm được chừng hơn 200 triệu đồng nhá quý anh chị quý nhà hàng nhá. Hơn 200 triệu đồng. Ghế da, tất cả mọi thứ còn đều rất là căng mịn và đẹp. Thật sự luôn là không khác gì xe mới ở trong hãng ra đâu ạ. Đấy, chân ga, chân phanh còn chưa bóc hết ly lông. Đầy đủ xi nhan trên gương cũng như là cảnh báo vượt, cảnh báo va chạm trên gương. Không thiếu gì luôn. Option rất nhiều. Đó. Cabo cũng có tico tự động luôn này. Đi thủy lực. Đấy, cabo zin, ốc át zin, máy số không sờn nguyên zin. Đấy, nhìn máy sáng quắc luôn. Rất mới luôn quý anh chị quý nhà. Rất mới luôn nha. Không khác gì đập hộp cái xe mới, thiếu mỗi cái hộp. Đó. Và giá, giá bây giờ em bán có hơn 800 triệu đồng thôi quý anh chị quý nhà ạ. Có hơn 800 triệu đồng là mọi người đã có thể sở hữu được siêu phẩm này rồi. Chi tiết hơn nữa về chiếc xe thì kính mong quý anh chị quý hàng và các bạn liên hệ trực tiếp theo số điện thoại 0912669955 của anh Tuấn, hoặc là em Thuận 0337904888 ạ. Xin được cảm ơn quý anh chị quý hàng đã theo dõi video ạ.